Nhật Kim Anh xót xa Lệ Quyên bàng hoàng, nhận tin buồn từ ca sĩ Quang Hà. Cách đây vài giờ, nam ca sĩ Quang Hà bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân đau buồn, thông báo anh trai qua đời, khiến công chúng vô cùng xót xa. Xin trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đưa anh trai của con về cõi vĩnh hằng. Cả tuổi thơ của tôi chơi đùa lớn lên cùng nhau mặc chung quần áo, cùng nhau ăn chung bát phở chia đôi. Cùng nhau chịu những trận đòn của mẹ, giờ đây ngồi viết những dòng này mà lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi. Mong anh yên nghỉ nơi chính suối, một kiếp đời anh em mình làm anh em ruột thịt, mãi mãi muôn đời muôn kiếp cũng sẽ là như vậy nhé. Thương anh lắm mà không bao giờ nói ra, anh cũng vậy mà, em biết luôn cả điều đó. Một kiếp người trôi qua thật nhanh anh nhỉ, em sẽ ở lại chăm sóc tốt cho bố mẹ. Anh lên đường bình an anh nhé, tạm biệt anh trai của em VH. Quang Hà đau đớn nói. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt đã gửi lời chia buồn đến ca sĩ Quang Hà cùng gia đình nam ca sĩ. Ai cũng đau lòng khi anh trai của Quang Hà ra đi vì tuổi đời còn trẻ. Có thể kể đến nghệ sĩ như Nhật Kim Anh, Hương Tràm, Lệ Quyên, Vượng Râu, Khánh Thi, Nguyên Vũ, MC Thảo Vân đều đau buồn và gửi lời chia buồn đến nam ca sĩ Quang Hà. Theo thông tin, anh trai Quang Hà là Vũ Hoàng đã qua đời vào lúc 22 giờ 2 phút ngày 16 tháng 10, hưởng dương 43 tuổi. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 tại nhà tang lễ thành phố số 125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.